Chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn máy bay 3D chạy bằng shop EPP. Cái này thì bay bằng pin 550 mAh. Cái này thì bay motor 1500 kW, 2206 1500 kW, bàn cánh buộc, ba sạc mô digital loại mini. Mình quay kỹ lên cho các bạn xem. Nè, con này thì sử dụng motor 2206 1500 kW, cánh 86, ba servo digital của EMAX. Ba servo digital, digital thì mình khi mà hoạt động thì cái độ nhạy nó sẽ cao hơn. Con này thì gia cố bằng các thanh xương carbon loại nhỏ đấy, nếu bạn thiết kế là sẽ có các thanh xương loại nhỏ. Nhà sản xuất thì đã có sẵn cả cái vị trí trọng tâm cho mình để mình lắp đặt. Thì con này là đóng bay SMEA, gọi đấy là SMEA. Ở đây RX, pin sẽ lắp ở bên phía bên này đấy. Bây giờ mình sẽ test thử cho mọi người xem. Chế độ bay là mình sẽ bay như trainer bình thường. Tên này là một người EPP cho dễ nhớ. Rồi, ok. Quên cài khóa ga nữa. Sau khi cài xong đấy, sản cài xong TX, ta sẽ lắp pin vào vị trí này, làm sao cho đúng vị trí trọng tâm. Tiếp nối pin. Vài là một tờ. Cái nằm im được. Cái xả cái như thiểu. Cái này đúng vị trí rồi còn không. Hơi lạc tí. Chúng ta cái nó riêng nó bằng. Cái nó phải nhau. Cái nó phải bằng nhau rồi này. Này nếu mà lạc quá thì sẽ cần chỉnh bàn cơ học một tí. Còn cái này chia vào tay. Đó thì chim mà trực tiếp ở trong đường xuống nó bị rột đúng không? Đây thì bị rột lại. Chim. Chim đường chim. Số EPP này nó hơi mỏng manh. Cái này em để chú ý cẩn thận không được để nó chín rồi dẫn đến nó sẽ bị cong. Cho thêm cái ele lên một tí nữa.
Vâng, ok. Đảo 2 cái dây motor là xong. Nhiều bạn nói tại sao mình không bay bằng mạch ra được bao nhiêu mạch thì nó có cái hay cũng không có bay những luyện tập ngon tức là tập cứ bay mà là áp cổ bay bình thường bằng mạch cái này nó mở lên nó cũng ngon lắm. Chúng ta tận tâm để các bạn nhớ nhìn vị trí tận tâm một cái này đánh dấu cái chữ này đánh dấu cần cần mấy bài là được nhé. Kết lại ok, nay chúng ta sẽ đang được test. Mọi người nhớ theo dõi và kênh mình.